đây là cái hàng chuyển hoàn, có chữ là hàng OA là oan hoàn này. Đấy, người gửi đây này. Đó, các bác nhé. Hàng gửi vào thì khách cọc có tí tiền thôi, cọc có 800 nghìn thôi, 10 triệu 8 thì cọc có 800 nghìn thôi. Đấy. À, 10 triệu 6 thì cọc 800 nghìn thôi, được rồi. Bây giờ bóc ra. Đây là nguyên đai nguyên kiện này. Giờ nó bóc ra xem là hoàn về nó có bị nát không. Gửi đi thì không biết nhưng mà gửi về thì chắc chắn mình phải biết rồi. Gửi đi thì mình có thể nói là ngon lành ok thế này thế kia, nhưng đến lúc gửi về thì nó có thể không như ý mình mong muốn lắm. Đây là một đơn của một anh khách ở trong tỉnh miền Trung miền Nam gì đấy. Anh đặt là một đôi hỏa tiễn 30 từ thường tép neo. Đấy, bát thường tép neo. Vào nơi thì ban đầu thì gọi điện cho anh khách không được. Đấy, cái này em nói luôn là vào nơi gọi điện cho anh khách không được. Thì mới hôm sau gọi điện cho anh khách được thì anh shipper gọi cho anh shipper bảo anh giao hàng thì anh cứ hẹn lên hẹn xuống, hẹn tới hẹn lui. Không được. Nên là cứ chờ xem là cố xem nó có giao được không. Từ từ còn miếng này, còn miếng rượu bia này. Rồi đây, rồi đây. Đẩy cái bia ra đấy, nó còn một tấm thôi. Rồi. Xem là nó có bị nát không các bác nhá. Đúng vỡ kèn thật. Đúng vỡ những nhựa kèn. Sạch lốt này xem. Vỡ kèn. Vỡ kèn thật. Vỡ gỗ. Đấy. Cái này thì kèn Trung Quốc hàng rẻ thôi, thôi được rồi. Xong quả bóc tiếp quả nữa đi. Bát thì không sao nhé, không có vết ở cái bát. Đấy, không có vết ở cái nồi bát, bát không sao. Đây là cái kiện thứ hai này. Vỡ này không biết là bên Viettel có hỗ trợ bảo hộ, có hỗ trợ bồi thường thì không, nhưng mà mình không quan trọng. Mình cứ miễn làm sao mà hàng về nó như mình mong muốn là được. Nó không nát quá là được. Đóng gói chỉ là bìa thôi. Hàng đi thì có thể không sao, nhưng hàng về thì chắc chắn là nó sẽ có sao một tí. Các bác anh em cứ thế mà này. Con này thì nặng nề hơn thôi. Con này thì con rồi. Chắc có vấn đề to rồi. Nó hơi dính tí, hơi mút tí. Đục một vài lỗ cho nó thụng ra hơi mềm. Không biết nó mút ở đâu đấy. Tôi rạch bìa ra cũng được. Đem gửi đi như quảng cáo nào. Bát thường như chiếc neo. Đây nhá. Cái này này. Nó bằng nhựa mà nó nhẹ. Còn như cái này này, nếu mà anh em các bác nào đấy xa thì sau có khi anh em sẽ đóng gói kiện kèn riêng để gửi riêng. Chứ không là nếu vào nơi mà vận chuyển mạnh tay là vỡ nhựa này. Đây là hàng đi hoàn về. Hoàn đi hoàn về xong bắt đầu nó mới vỡ, nhưng còn bình thường gửi vào thì nó không bị vỡ đâu. Chắc sau rút kinh nghiệm anh em nào, các bác nào còn đấy thì sẽ đóng 2 kiện 4 kiện, nhưng mà 2 kiện bởi vì một đôi là 2 kiện rồi, 2 đôi là 4 xong mình còn tách lẻ ra cho cái củ tép kèn nó đi riêng nữa, củ kèn phễu đi riêng nhé. Bây giờ anh em rạch ra. Bộ. Xem là còn cười được nữa.
sao giải thích đây. Đây này. Đây đây, giật nó. Có khọp khọp à. Con này thì 100% vỡ kèn này. Đúng vỡ kèn, không biết là cái màng nó bát nó còn sao không. Mong cái màng nó bát nó không sao. Đúng đồ nhựa rẻ tiền, sợ lắm các bác anh em ạ. Đây. Thôi quả này thì thiệt hại to rồi. Hết nãy rồi. Vỡ tan cái màng nó bát. Đùa ấy, vỡ tan màng nó bát. Đấy, một vị khách bom mà chơi thế này thì vỡ mặt rồi. Đây là một cái bằng chứng để cũng là báo luôn với anh em Viettel nhá. Vận chuyển thế này thì vỡ mồm em hết. Em có quay clip đây. Tổng thiệt hại thì quy đổi ra tiền mặt thôi chứ có gì đâu mà. Đấy. Không biết Viettel có hỗ trợ được cái mảng này không nhỉ? Hỗ trợ được thì vui quá. Đỡ được bao tiền, mình chấp nhận mình ăn rủi ro rồi. Đây là cụ check này. Check gãy luôn cả cái cọc. Lại phải gắn lại cọc. Không biết cái cọc nó rơi đâu nữa. Bát này là nó thụt luôn cả vào này. Ốc chôn rem mà tuồn luôn cả bát vào trong này. Còn bát giữa hình này. Bát giữa cũng thế. Cũng tuồn luôn cả rem vào trong. Cái này tháo thùng ra thắng rồi. Quả này thì xem nào. Quả này cũng bị tuột vào trong nhưng mà bát con này thì không sao. Con trên này thì không vấn đề. Con trên này, con này thì không vấn đề. Tức là tổng thiệt hại nó cũng có là một cái bát nó bị dập thủng hết cả màng. Như các bác anh em đang xem đây là dập và thủng hết cả màng. Đấy. Hai cái kèn vỡ kèn thì kèn bằng nhựa thì cái này mình không tránh khỏi bởi vì vận chuyển đường xa. Cái này mà gửi Viettel thì hơi nặng này, sau có khi là phải tách đơn ra gửi riêng chứ không gửi trong này thì vỡ mặt. Gửi xe buýt thì chắc không sao đâu. Con này sở dĩ nó bị như này là do cái thùng này. Thùng này, đinh của nó bắn có vài con này. Đấy, thì nó rơi kèn ra xong bắt đầu nó thụt trong kìa. Vỡ. Này. Nhìn thấy cả côn màng luôn này. Thủng này. Con này giờ thì là còn cái khung xương thôi. Đấy. Đây con này giờ tháo ra. Cái này thì vỡ kèn này. Kèn này bằng nhựa. Nhựa này nhựa kiểu như là nhựa giòn ấy. Mình không tránh được đâu nhá. Vỡ kèn thì nó là chuyện mình chấp nhận được. Cái này trong rủi ro mình chấp nhận được. Nhưng mà nó thiệt hại nặng quá thì mình không chấp nhận được. Các bác anh em ạ. Đấy. Bát thì vẫn còn ok. Đấy. Cái này nó bị vỡ hai cái trên thôi. Còn hai cái dưới nó tung ra. Hôm nay đồ tháo cái thùng này ra xem tình trạng bát nào để còn báo Viettel kia. Những cái hàng mà tỷ lệ rủi ro nó có thì bên em sẽ nhập vào đơn và báo bên Viettel là hàng giá trị cao, dễ vỡ. Thực tế thì loa gì thì loa quăng quật dập nát thì đây tháo cái này chứ. Quăng quật dập nát thì mình làm sao mình tránh được đấy. Đấy nhá. Những cái đơn như này thì chuyện thường tình thế thôi. Đấy. Đây cục kèn compressor. Họng kèn rất ok nhưng cái phễu nó vỡ phễu này cũng rẻ thôi, mấy chục nghìn
À, trăm mấy chục nghìn một cái. Còn nếu vẽ bằng composite thì chắc không bao giờ vỡ. Đây là cái sơn thùng của em này. Này chắc là anh em năn này. Năn xong là thả thì nó mới vỡ được như này. Nứt cả sơn ra này. Đấy. Còn lại trước này này. Các góc như đây này. Đấy, đây này. Thì nó kiểu như này là nó bị dập này. Đè đây nó dập như này thì nó vỡ này, này. Thả này nó dập thì cái nào nặng nó sẽ không chịu được, nó gãy thôi. Từ từ, dây. Rồi, ok. Đây nó còn cái miếng nhựa nó rơi này. Tháo nốt ốc này. Một cái là đi về miền cực lạc rồi. Phân tần thì vẫn còn ok nhé. Đây là cái chấu cọc của cái tép này. Nó đậu đây này. Đấy. Phiêu lưu về miền cực nhọc rồi. Con này nhé. Con ba đi thì ok, con này thì nó có sao đây. Quả có sao thì ngon này, nó không tung ốc ra. Quả không sao lại tung ốc ra. À. Đây là cái bát của B3 nhé. Về phần lo bát thì em vẫn khuyên dùng được từ thường, không cần phải từ neo. Có một điểm lưu ý cho các bác và anh chị em như này này. Bát B3 là nắp của nó là nắp nõm thì ui trời ơi, đây. Nắp nõm nên là mình sẽ kết hợp được với củ X-Way và củ check này thì nó tạo ra một cái nhịp cộng hưởng khác, cắt lại bỏ bớt một số tần số đi. Đây là do cả mấy ông làm thùng nó đóng gen nó chán đời quá này. Dập hết cả màng này, thống cái nỗ này. Đây, như này thì làm sao chúng ta gọi là cái loa được nhỉ? Bây giờ tầm này thì các bác nói thế nào cũng được. Bảo hàng nhà em chất lượng kém cũng được, em không quan trọng được. Đấy. Bây giờ bán hàng không bán được, sau nào hoàn về thì các bác muốn nói thì nói trời nói biển gì các bác nói cũng được. Em không quan trọng được. Nói hàng nhà em chất lượng cao hoặc là hàng nhà em làm xấu, làm điêu thế nào cũng được. Còn đóng gói thì thường thường nhà em là đóng bìa thôi. Đóng bìa thôi nó rất là chắc chắn rồi. Đây là tình trạng nó bị thiệt hại một cái nó bát này. Con kia thì chắc là có thể chấp nhận được. Họng kèn này. Hai cái họng kèn và cái nó bát này. Cái này nữa. Đây thùng đây. Thùng để ốc chôn gen xong rồi chắc bỏ hết lên gen và bắn trực tiếp vào gỗ thôi. Bắn vít dài đây. Đây là mặt phần tần làm riêng, thiết kế riêng cho cái con T24 này, T24FL. Đây là chiếc tiếp theo để em quay luôn cho các bác xem. Đây là củ đầu đạn gọi củ X-Way này. Cái này thì nó nhẹ thôi mà. Nhẹ thôi nhá. Còn nếu mà cái củ nào nó bằng composite thì nó nặng. Đây, thùng nó chỉ đang góc thôi, vận chuyển ném thả. Còn nếu như cái hàng này mà gọi là để anh em gửi xe thì đây còn mặt này nữa, anh em gửi xe thì chắc là không sao đâu. Đấy, con này thì cũng tháo nút bát thôi. Đằng nào cũng quay luôn. Báo cáo việc theo. Cũng là một câu nói, cửa miệng, đen thôi đỏ quên đi. Hết rồi, nhấc lên đi. Con này thì tình trạng là còn
có thể hoạt động được. Keo cổ côn bằng nhện vẫn còn khá là đẹp nha. Con này thì tháo hay không tháo chả sao. Đấy. Đấy các bác nhá. Thế là mấy chiếc này thì là có thiệt hại hai cái họng kèn, một cái bát. Thùng thì bỏ qua đi. Kèn thì vỡ. Bát thì đây, qua lại nhá. Từng chiếc một nha. Thùng thì sứt mẻ các góc thì chúng ta chấp nhận được. Nhưng về cái phần loa bát này, loa bát mà nó hỏng cái là quy đổi là tiền. Bát này mới rẻ mà có hơn 2 triệu đôi. Tính ra hỏng cái bát này triệu cái. Triệu cái bát này rẻ, lấy Việt Theo rẻ. Triệu cái lấy rẻ. Kèn này thì nó có 400 mấy một đôi thôi mà. 200 mấy hay 300 mấy hay 400 mấy một đôi. Đấy nhá. Kèn thì vỡ hai cái. Đây này, cụ nó bát này. Đó. Ấn nó không khột khột là được. Đây này. Đó, không khột khột là được. Được rồi, đây là cái hàng mà như bình thường em đóng gói em gửi đi nhá. Sau em gửi xe thôi. Chứ nếu mà Viettel gửi thì chắc em phải mua xốp và em đóng gói và tháo riêng cục kèn ra. Chứ mà gửi kiểu này thì không ổn. Đấy, đúng là gửi kiểu này thì không ổn lắm. Bởi vì bắt khách này theo kiểu gì. Em kể khách như sau. Em xin 3 phút để kể về khách và anh shipper trong miền Nam. Đầu tiên hàng vào thì em gọi cho bác khách có chuông không nghe máy. Hai ngày sau cũng không nghe máy. Đến ngày thứ ba, ngày thứ tư gì đấy thì gọi thì nghe máy, nhưng mà em gọi cho anh shipper thì anh không nghe máy. Trong hai ngày đầu thì anh shipper báo là gọi điện cho khách không được, cũng gọi lại cho em mà không giao được cho khách thì ok. Em cũng để chờ mấy hôm thì biết đâu kho tầm 10 ngày mà. Đấy, sau khi đến ngày thứ tư, ngày thứ năm gì đấy thì liên lạc được với khách thì gọi anh shipper. Anh shipper vô cùng thương tiếc là không nghe máy. Chả biết anh bận việc gì nhưng mà gọi nhiều, rất nhiều cuộc. Không phải dùng một số mà dùng hai số, ba số khác gọi không nghe máy. Thì em cũng chả muốn làm ầm lên đâu. Nhưng em thuộc dạng là thằng củ chuối thì em sẽ gọi điện rồi kiện tổng cục thế này thế kia là gớm công, nghĩ là không còn việc mà làm. Động đến miếng cơm manh áo của công nghĩ để rách việc. Đấy là ý kiến cá nhân của em. Đấy. Sau mấy ngày hôm sau thì gọi cho shipper, thì nghe máy. Nhưng anh bảo là hàng chưa vào đến nơi. Mà trong khi đó là hàng đã báo trên tổng cục rồi. Đảm báo ở trên đơn rồi là gọi điện cho khách không nghe máy thì yêu cầu phát hàng lại. Đến hai ngày hôm sau thì em có cái kiện hàng về với con em mang ra tổng cục ở Viettel Ân Thi. Thì nhờ anh chị em ở đấy tác động thì đơn nó có thay đổi một tí. Đấy, thông báo là phát tiếp đơn thì mấy ngày hôm sau mới có tin nhắn gửi về máy là đơn đã được phát tiếp nhưng mà vẫn thế. Gọi khách thì khách bảo là không thấy ai gọi. Mà gọi cho anh shipper thì anh shipper không thèm nghe máy. không nghe máy thôi, không phải không thèm mà không thấy nghe máy. Đấy. Thì đây trên đây là những cái gì em ý kiến thật đấy nha. Lịch sử cuộc gọi có. Các bác nào anh em nào muốn đối chất em có nha. Em không có ghi âm cuộc gọi đâu. Em chả có xâm phạm quyền riêng tư của ai mà ghi âm cuộc gọi cả. Đấy. Em dùng toàn iPhone, không ghi âm cuộc gọi nhá. Đây tình hình là về nó bị toác này. Nếu tính quy đổi thiệt hại ra thì nó chỉ đâu đó 1,5 triệu thôi. Đấy thì chỉ 1,5 triệu thôi. Hai cái họng kèn, một củ bát, thiệt hại có 1,5 triệu thôi. Mấy cái tiền cước nữa thì đâu đó nó vào tầm 2,2 triệu đến 2,3 triệu tổng thiệt hại chuyến này. Đấy, nãy không được nghìn nào mà nổ. Bác cọc có 800.000. Nhưng mà thiệt hại của em bây giờ đang tính quy đổi ra là một khoảng tiền khoảng 2,2 triệu 2,3 triệu. Cái này thì thôi, thế thôi nhá. Thôi vì video giải trình quốc hội đến đây là kết thúc. Các bác nào có ghét thì ném đá nhiệt tình, còn các bác nào có thích thì mua ủng hộ. Thế thôi, em không còn chỗ để em chứa hàng đâu. Nhiều các em thanh lý đấy nhá.